Nói về cái vấn đề khác nhau của 5055 với 5310 này, nó có những cái khác nhau, cái giống nhau như thế nào, thì mình chia sẻ cho mọi người trong video này luôn. Rồi, xin chào mọi người trở lại với Hiển Máy Cày, kênh chuyên chia sẻ những kiến thức máy nông nghiệp cũng như là các loại nông cụ kèm thao máy nông nghiệp, dàn cày, dàn sới, máy cuốn rơm. Trong video ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ cho mọi người một số cái vấn đề về cái việc mà chúng ta thứ nhất là cái vấn đề mà những cái anh chị mà nhất những cái anh chị mới đi xe máy cũng như là những cái sự khác nhau của con 5055 với con 5310 này. Thì trước tiên mình sẽ nói về cái vấn đề khác nhau của 5055 với 5310 này, nó có những cái khác nhau, cái giống nhau như thế nào, thì mình chia sẻ cho mọi người trong video này luôn. Tại vì thông qua điện thoại, xem những video trước thông qua điện thoại, mọi người thường hay là hỏi là những cái điểm mà hai thằng này nó có giống nhau hay khác nhau hay không. Và chắc là cái video sau mình sẽ nói một cái vấn đề mà kiểu cũng hơi nhức nhối một chút xíu ở trong cái việc mà chúng ta đi xem mua những cái máy cũ của John Deere hoặc là của Vota, nói chung là bất cứ cái thương hiệu nào, thì mọi người nhớ đón xem cái video sau nữa nha. Bây giờ mình chia sẻ là hai cái con máy này nó có khác nhau nhiều hay không. Rồi, bắt đầu thì trước tiên mà mình nói về một cái chiếc máy nào đó thì lúc nào mình cũng nói về cái động cơ, rồi mình nói với cái ly hợp, rồi mình nói tới cái hộp số, cái BTO, xong rồi với hệ thống thủy lực cũng như là ngoại quan bên ngoài. Đây là một cái chiếc 5055E nè. 5055E thì nó là một cái chiếc máy 55 mã lực, với còn bên kia là 5310. Để mình chỉ một lượt hai chiếc luôn. Với 5310 á, 5310 với thằng 5055E này, hai thằng nó xài động cơ y chang nhau thôi. Vẫn là động cơ 3029D. Thì ở đây thằng này cũng dễ dở nè, nó chỉ khác ở chỗ dở cái nắp capo này lên một cái là khác cái chỗ này. Thằng này thì nó dở ở đằng trước như thế này nè. Thì mình nắm mình dở lên nó sẽ có ti thủy lực nó chổi lên. Và cái động cơ này là 3029D. Mình đi hướng này mình dễ thấy cái động cơ nó hơn nè. 3029D thì cái bích tông của nó sẽ là 106.5 và hành trình dên là 1.1, hành trình dên 1.1, và đặc biệt nó là 3 máy thôi. Những video trước tôi cũng đã chia sẻ rồi cho mọi người là nó 3 máy thôi. Đặc biệt là cái dòng ở Việt Nam nó thì 90 thì mình chưa biết, còn từ 75 ví dụ như 5075 ngày trước nó sẽ là John Deere 5610 đó. Ngày xưa nhà mình cũng có là John Deere 5610, cũng chạy rất là nhiều đồng, từ đồng Long An, Hưng Điền, Đồng Tháp, Hưng Điền, Tân Hưng của Long An, hoặc là một số cái huyện như là Tam Nông hoặc là một số huyện khác của Đồng Tháp là 5610. Với 5075 nó như nhau, nó cũng chỉ có 3 máy thôi. Bích tông của nó cũng y chang 106.5, dên 1.1, dung tích của nó là 2.9, và hiện tại thằng này cũng vậy, dung tích nó là 2.9. Khác cái là thằng 5610 ngày xưa nó sẽ có turbo tăng áp, cái sự nổ của nó diễn ra nó nhẹ nhàng hơn. Ông này thì cái động cơ của nó vẫn là 55 mã lực và những cái thông số vừa chia sẻ rồi. Đối với 5310 y chang luôn. Bên kế bên này nè là 5310, 5310 thì nó cũng xài là động cơ là 3029D. Nó chỉ khác một cái, mình nói chung là nó khác cái là nó khác về cái ngoại hình thôi. Với cái thời điểm hiện tại, từ cái thằng này mà vừa chuyển giao qua cái thằng 5055E thì nó chỉ khác về cái ngoại hình, là về cái thiết kế cái nắp capo này, ví dụ với lại là cái màu sơn. Thiết kế thằng này màu sơn chỉ khác về cái ngoại hình thôi, còn cái ruột gan bên trong là hầu như là nó sẽ như nhau, nó sẽ chung động cơ, chung hộp số, chung hệ thống thủy lực luôn. 5310 theo cái cách gọi bên ngoài á, thì 5310 này giống như là cái đàn anh, nó sẽ gọi là đàn anh của thằng này vì nó ra trước. Đàn anh của 5055E nó sẽ ra trước thì mình gọi là đàn anh. Mình nói để cho những anh chị nào mà đang theo dõi mình á biết được là hai con này nó có khác nhau hay là giống nhau cái gì hay không, để mà mình không cần phải mất thời gian đắn đo suy nghĩ thêm khi mà mọi người xem những cái video trước. Còn về động cơ thì nó cũng y chang đằng kia, động cơ là 3029D, dung tích 2.9, cái dên 1.1, hành đường kính bê tông là 106.5 đó. Còn cái vòng tua thằng này hình như đâu đó là dao động 2.3, 2.4, hai thằng dao động 2.3, 2.4. Nhưng mà thật sự là ngày trước thì người ta chuộng thằng 5310 này hơn, tại vì gọi là 5310 lốc đen đó. Thằng này nè, với thằng này nè,
với thằng này đời trước nó sẽ có những cái phiên bản khác nữa. Thứ nhất là về cái logo nữa, mình có những cái chiếc máy trước, nhưng mà những chiếc máy trước đã bán rồi, đã bán đi rồi. Ví dụ như logo này là nền xanh, con nai vàng. Cái thế hệ trước nó là nền đen, cái con nai màu vàng. Nó sẽ khác ở đây nữa nè, nó khác ở đây. Và cái tem nữa. Cái tem này thì bây giờ ví dụ như thằng này là nó đời sau này rồi đó. Đời thằng này chuyển qua đằng đó là nó như nhau đó. Cái tem này ngày trước nó có tem gọi là tem lớn nữa, tem lớn, cái tem hình vuông á. Những cái dòng máy mà những cái video trước mình có chia sẻ cho mọi người thì là nó có cái tem hình vuông, đó là cái đời trước đời thằng này nữa. Nó sẽ là tem hình vuông. Còn bây giờ là tem gọi là tem nhỏ. Trong cái lĩnh vực mà của mấy ông Sonda 530, 531, 53, 5055 hoặc là 5610 người ta sẽ gọi là tem nhỏ. Rồi ở cái vị trí này là khác với thằng kia xíu. Thằng này là chỏi cơ hoàn toàn nha, mình sử dụng cơ chứ không có ti thủy lực giống như 5055E bên kia. Ở khúc đầu nó khác chỗ đó. Mình bấm ở đây, bấm ngay vị trí này nè. Thấy đúng không ta? Mình thấy đúng không Thành? Rồi cứ bấm ngay đây thôi. Rồi chỏi tay lên, nắm cây này chỏi lên đây. Nó khác cái phần vậy, nó khác cái phần chỏi cái nắp capo là chỗ đó nữa. Còn về cái phần cấu tạo cái khung cái phần chỗ này á, cái động cơ á, như nhau thôi, không khác gì hết. Két nước độ y chang, bình ắc quy đồ y chang luôn. Cũng như là heo. Heo thì nó không long e vẫn là xài heo gọi là heo BE, cái heo mà gọi là heo ti á. Heo ti thì mỗi bét nó sẽ có một cái ti riêng, và thằng này là cũng vẫn sử dụng heo Boss. Heo con này y chang heo con bên kia. Chủ yếu là nó khác cái màu sơn thôi, này sơn xanh kia sơn đen thôi, chứ ngoài ra không khác gì hết. Rồi cái thứ hai là mình sẽ nói về cái hộp số. Thì hộp số hai thằng như đã nói rồi, nó như nhau, 9 tiếng 3 lùi. Đây mình tiến lại gần đây, tiến vào vị trí này đi, 5310 cho mình xem cái số của nó. Thì 9 tiếng 3 lùi ở vị trí này nè. Bên đây là cái vị trí cần số, vị trí này là cái vị trí cần số của nó. Đây chúng ta sẽ có số 1, số 2, số 3 và ER. Và ở đây là có chữ B này, chữ B là parking, tức là đổ xe. Mình cứ gạt hết sang trái như thế này, kéo xuống, đẩy ngang là vậy là nó gài thắng tay rồi, nó là xong. Nói chung là thắng tay hợp ở trên này. Thằng 5055 y chang luôn. Còn bên trái thì nó sẽ có số, nó có tầng. Tầng thì ABC này. Đây, vị trí ABC thì A là chậm, B trung bình, C là nhanh. Độ phong có phần động cơ là mình đã xác nhận là về cái phần động cơ, về cái phần mã lực và cái phần moment xoắn của nó là như nhau rồi. Nó sẽ là giống nhau hoàn toàn nha. Chỉ khác về cái thiết kế hoặc đó, thiết kế này hiện đại hơn, nhìn nó kiểu bo tròn mấy chỗ mấy cái capo hoặc là cái logo như thế này thì nó nhỏ hơn, logo kia lớn hơn. Nó làm cho cái máy mình nó hiện đại hơn thôi, chứ còn gục gan là nó như nhau. Xong đến cái phần số thì nó cũng y chang nhau hết. Cầu cũng y chang nhau, chỉ có phần tạ thôi. Đây là cái phần tạ gin. Tạ gin của cái đời những cái đời trước. Mình thấy cái phần tạ gin của nó sẽ cấu tạo như thế này, mỗi cục vậy là 145 mỗi cục này là 45 kg. Mỗi cục tạ này nó 45 kg. Mỗi cục tạ nó 45 kg, còn thằng này nó 50 180 thành 230. Nguyên bộ tạ này 230, còn đây là cái cấu tạo tạ của thằng 5055, nó sẽ dài hơn. Nhìn cái đòn nó sẽ dài hơn. Nó dài hơn thì tiện hơn, nó dài thì góp phần chì cái đầu xuống nhiều hơn, dài đòn hơn thì nó chì xuống nhiều hơn. Rồi phần động cơ xong. Phần động cơ này, phần số nè, phần ly hợp. Nói về cái phần BTO. Ly hợp thì như nhau thôi, ly hợp như nhau. Còn về phần BTO nó sẽ khác cái chỗ là thằng 5055 này, 5055E này, cái đời sau của nó, đời sau thằng 055E này xíu. Ví dụ như 5055E thì nó sẽ có phiên bản sản xuất 20, ví dụ thôi, ví dụ là 2015, 2016, 2017, 2018. Thì những cái phiên bản trước vừa từ thằng này chuyển qua thì nó chưa có cái số sới thứ hai, là tức là nó chỉ có 540 thôi. Nhưng mà những cái đời sau nó sẽ có 540E. Với cái máy này hiện tại ở đây mình đang có hai chiếc 50-55 trên kia một chiếc, ở đây một chiếc, thì hai chiếc này chỉ có một số sới thôi. Bởi vì mấy ông mà lên, mấy ông đừng có cãi là một số ông lên á, đừng có cãi là tại sao người thì nó có, người nó không, nó tùy phiên bản, nói mấy ông không chịu hiểu. Rồi 50-55 này thì nó sẽ không có nha,
Đời sau có thì là tại vì nó lắp ráp ở phía sau, nó cải tiến phía sau, giống như Kubota 640 vậy đó. Lúc trước thì có đâu, lúc sau thì hỏi cái ý kiến của người dân các thứ rồi người ta mới cải tiến, mới lắp thêm thôi. Cái đó là nó quá bình thường. Xong đó là về cái BTO. Tiếp theo là về cái phần BTO xong đúng không, tới phần thủy lực. Thủy lực thì nói chung là nó chỉ có một số cái điểm khác thôi, điểm khác về thiết kế, điểm khác về nâng cấp cái số BTO. Còn về những cái điểm khác sâu bên trong động cơ thì mình sẽ chưa biết được, nhưng mà nó dùng chung mã động cơ là 3029D đó. Thằng này cũng vậy nè, nó dùng chung mã động cơ. Thì còn về cái bơm, về lưu lượng bơm, về tất cả các thứ nó y chang nhau hết. Hiện tại thì mình chưa tìm ra được cái điểm khác nào lớn hết trơn. Và những con máy này cũng đang với cái cân nặng thì nó cũng như nhau dao động. Nếu mà tạ này thì nó thể 2 tấn 4, tạ nữa thì máy nó sẽ được 2 tấn 4. Thì với mọi người á, với những người dùng, người ta sẽ thích, trước thì người ta sẽ thích cái dòng mà gọi là Honda lốc đen hơn. Những cái vùng Tân Hồng Đồng Tháp thì thích một Honda một cầu hơn, lốc đen. Còn đời sau này thì không biết như thế nào. Nói chung là mỗi cái nhu cầu mọi người khác nhau, mỗi cái tính thẩm mỹ, con mắt nhìn của mọi người khác nhau. Người thì thích đi cái này, và người thì thích 50-55E. Thì đó là một số cái chia sẻ. Và khẳng định một điều nữa là giữa hai thằng này, về mã lực, về dung tích, về thông số chi tiết của động cơ, nó sẽ không khác gì nhau hết. Nó sẽ không khác. Và chất lượng của nó thì cũng vẫn là ráp Ấn Độ, thương hiệu Mỹ nhưng vẫn ráp Ấn Độ, và tùy theo cái mình sử dụng như thế nào thôi. Chứ thực sự chất lượng của nhà máy thì nó lắp ráp ra đồng đều hết rồi. Còn ngày xưa cái dòng này nè, ngày xưa dòng 530, 5310 mà nhà những cái đời đầu đó, nó lắp ráp ở Mexico, nhưng mà bây giờ đã chuyển qua Ấn Độ rồi. Sau này một chút xíu nữa nó chuyển qua Ấn Độ hết luôn rồi, chứ nó không còn ở Mexico nữa. Thì thằng này cũng là Ấn Độ luôn. Rồi đó là một số cái chia sẻ mà muốn chia sẻ với mọi người về hai con này, để mọi người không cần phải thắc mắc để hỏi nữa. Bây giờ thì nếu mà mọi người thích cái video này, có thể là nhấn like để nhiều anh chị em khác cùng biết về cái dòng này. Một cái dòng máy thương hiệu Mỹ, sản xuất tại Ấn Độ, cái dòng máy gọi là nồi đồng cõi đá đó. Rồi bây giờ thì chắc là sẽ xin phép kết thúc cái video này đây. Nếu mà anh chị thích những cái nội dung chia sẻ về máy nông nghiệp cũng như là nông cụ kèm theo máy nông nghiệp, thì có thể đăng ký cái kênh Hiểu Máy Cày này để mà nhận được thông báo khi mà tôi ra video. Thường thì mỗi ngày sẽ có những cái video để mọi người xem về tất cả các dòng máy. Ở đây mình sẽ quay một vòng. Bên này thì có New Holland TT475 nè. Đây, TT475 này là những con máy đã qua sử dụng, những con máy thu cũ đổi mới của những khách hàng. Mình có kinh doanh đầy đủ máy mới 100% của những thương hiệu như Jeter, Mitsubishi, nói chung là đầy đủ nhu cầu phục vụ cho mọi người luôn, và những cái con máy qua sử dụng. Rồi bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.